tất cả mọi người đã đến với kênh youtube trải nghiệm tv của em ngang em là thánh review đây để tiếp tục video clip hôm nay em xin chúc tất cả mọi người một ngày làm việc và một buổi tối online thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong công việc của mình video clip review của em dành tặng cho những bạn nào chưa biết về game mu lock hoặc là game review thì hãy vào đây giao lưu chia sẻ và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh nè và bật luôn cái nút khi chuông lên để nhận được những cái thông báo sớm nhất từ cái video của mình nhé và em xin cảm ơn à, các bạn thấy mình đứng đây để làm gì không nó có mục đích nha đứng đây là để lại tán cái em này nè ôi cua cua chứ phải tán nha và không nói gì dài dòng nữa mình sẽ vào thẳng vô vấn đề hôm nay các bạn thấy mình soạn trong cái video của mình là biết mình đang làm gì ha vâng mình đang dự định là ép khôn và khảm sốc két cho các uh, cho cái vũ khí của mình và thử coi cái góc kép 1 giờ này có như cái lời đồn trong quảng cáo không Nó có mạnh như là những gì mô phỏng không nha Thì có một viên mình đã khảm rồi vì lý do kỹ thuật nên bị xịt đó mọi người Bị xịt nên chạy sắp mặt lờ đi kiếm ngọc rồi đi kiếm nguyên liệu để làm tiếp vào khảm khuôn và ép sóc kép Các bạn có tin không tỷ lệ 80% mà nó vẫn xịt như thường không mọi người cái tỷ lệ 80 phần luôn á mà vẫn xịt nha và hôm nay mình sẽ review xương cho các bạn một cái những cái nguyên tố nguyên tố đó là sao nguyên tố là đây mình đã khảm một cái viên lửa mình sẽ vô cái nguyên cái nguyên tố lửa nè tăng sát thương nè là sát thương phép thật mỗi cấp cộng 17 là nó tăng các sát thương bên phép nha cái viên ngọc lửa này nè là nó tăng sát thương bên phép tăng tốc độ tấn công tăng các phép tấn công sát thương tối đa và tăng phép tấn công giảm sát thương đó nó nhiều lắm cái viên lửa này nó có nhiều cái tính năng mà nó cho ra mình chỉ một tính năng thôi quan trọng là nó cho ra cái gì là viên lửa còn kế tiếp là mình vào cái viên băng đây hệ băng cái hệ băng thì là nó có là cơ hội cướp mạng của đối phủ nó hay không cơ hội gây ra cái phần thương cái sát thương nó sâu hơn và tăng tấn công của kỹ năng tỷ lệ tấn công và giảm độ của vật phẩm là mình khảm này vô nó có những cái dòng là của mình mới vừa nêu ra mọi người và mình sẽ nêu tiếp một cái viên cuối cùng đó là cái hợi nước cái hợi nước thì là nó nằm bên thủ luôn là tăng tỷ lệ phòng thủ thành công nè tăng khả năng phòng thủ nè tăng khả năng phòng thủ của lá trắng nè giảm thiệt hại nè phản ánh thiệt hại là nó có một dòng phản nha nước này nó có một dòng phản dưới một dòng giảm nó nói chung là cũng ngon nhưng mà hình xui hỏi con nó ra cái gì và đó là những cái thông tin và của những cái viên ngọc nó ấp ủ trong đó nó chứa như vậy đó nó muốn cho cái gì nó cho là những cái thông tin là của mình đang có là viên ngọc lửa nè nước và băng À, mình sẽ cho vào khuôn luôn. À, vào và à quên mình sẽ giới thiệu luôn. Khi các bạn cho vào khuôn thì à, các bạn cần là một cái khuôn và 30 chao 10 ghe và một viên nguyên tố. Mình sẽ à, lại mình cho vào khuôn nha. Ép khuôn. Mình sẽ cho một cái khuôn vô. Khuôn của mình là chỉ khuôn cấp 1 thôi nha mọi người. cấp 1 với khung cấp 2 tại vì uh, mình kiếm khung cấp 3 cấp 4 mà lên ở trên cái map uh, Vulcanos đó mọi người mấy anh tay to mặt bự ở trên chảnh mấy anh không biết tay ta chứ cứ gặp là cứ lôi đầu ra là giả vô mặt trước đi hay nói chuyện sau mà anh không biết hàng tay hàng tay gì cho mọi người chỉ biết lú đầu ra là mấy ông dậm vô cái đi vô trong hồi sinh lại lú đầu ra ông dậm vô cái vô hồi sinh lại chứ ông không biết là phe địch với phe ta đậu xanh gõ vô thấy chữ tàn lại tên việt nam không à mà. mà lú ra là bị đập nên mình nhờ là xếp còn được mấy cái khung cấp 2 với cấp 1 lấy ép luôn chứ kiếm cực quá mà hỏi mua thì cũng uh, không biết ai bán giờ thôi ép nha mọi người. Các bạn thấy không? Tỷ lệ kết hợp thành công là 80% và đời bon bắt buộc phải tiêu hao là 2k nó cũng hơi thốn ha. Rồi, ép nha. Tưởng xịt nữa đó. Cái này là mình tưởng xịt nữa luôn á mọi người. Tăng phòng thủ khiên. Cái này ngon nha mọi người, tăng phòng thủ khiên là ngon nha nó ra cái tăng phòng thủ cho mình là ngon tại vì một lát nữa mình sẽ nói bên những cái mà dòng mà mình đẩy thêm vào như ví dụ không có viên đắt tại vì viên đắt là viên mắc nhất mà khó ra nhất nếu một số các bạn đỏ thì nó ra liền còn nếu mà không đỏ thì các bạn ép có thể là nguyên ngày luôn á nguyên ngày nó mới có ra mà cái viên đắt lúc mới á, thì có người rao bán 2 mét rồi hiện thời điểm bây giờ thì có người bán một mét rưỡi và có người bán 1 mét 2 có người bán u tùm lum chân đồ người ta, ta muốn bán như tao bán còn mình không có mua nên mình không biết giá chính xác đó, mọi người mà viên đắt là viên mắc nhất nha mọi người vào nè Đúng. 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 Thấy không tỷ lệ 80% luôn đó mọi người mà vẫn xịt như thường cái đậu xanh cái số gì đâu mà nó nhỏ như là cái 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 mỏm cày gì đó 80% phần trăm luôn đó mà vẫn xịt như thường là mình tốn um, cũng kha khá cũng khá, khá đồ á mọi người được hai viên thôi mình khảm luôn hai viên nha mọi người giờ còn hai viên này không biết khảm sao luôn á tại vì uh, tấn công uh, thì các bạn uh, Uh, khảm là lửa xét băng còn thủ thì đất gió nước còn hiện giờ mình uh, công thì mình có viên lửa còn thủ mình có viên nước cái đậu xanh rồi ghép gì giờ trời hai mà mình có một cây vũ khí một hả rồi sao giờ cái quải đạn thiệt chứ mọi người tự giờ gom góp lại dữ lắm luôn mới dồn lại được nhiều nguyên liệu để ép nữa đó mọi người thì uh, ép vào cái vũ khí này nó cần cái uh, các bạn nguyên tố gì đó là lửa băng xét này hay không lửa băng và xét một cái nè trao quá thì 30 cộng 30 hai cái và ông cờ kia 30 một cái là mình tốn là 10.000 10.000 đê nữa nghe mọi người cái này mình khảm vô là mình tốn 10.000 nó nó nói chung thì nó 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 khấm quá khấm rồi các bạn để mình khảm luôn cho nó ra cái cái gì nha mọi người mình khảm vô vòng đầu nó cái này là tăng sát thương phép thực mỗi cấp cái đậu xanh thiệt chứ uh, kinh mà tăng sát thương pháp thật rồi đánh đấm gì trời nhưng mà cũng có lép nha nhưng mà cũng có khảm lượng dòng cũng ngon lắm mà mọi người còn cái này thì kiếm cái khiên nữa mình kiếm cái khiên mình uh, ép vô nữa là sáng ngon lành luôn còn những bạn nào có thắc mắc về thì dưới dứ... Cứ dịch comment vào Cái phần cuối của video Là vô phần vô, vô phần tin nhắn á Các bạn muốn nói gì thì vô đó nói là nha Mình vô đó mình sẽ ghim rồi đọc hết cho các bạn xem Thì uh, hôm nay một cái clip của mình Làm chỉ vỏn dạng chỉ có nhiêu thôi Tại một clip là không thể làm nhiều được Nên các bạn cũng thông cảm ha Rồi um, Clip của mình sẽ xin kết thúc tại đây Xin chào hẹn gặp lại các bạn Ở video clip lần sau Bye bye